Em hiện tại đang bệnh nan y, đi chạy chữa đủ nơi để anh copy câu của em. Không được nên chồng em mất niềm tin, giờ em đang tính ra Hà Nội điều trị theo đông y. Em xin anh cho em đi trị bệnh nhưng chồng em không đồng ý. Anh ấy nói nếu đi thì coi như đường ai nấy đi, giờ em phải làm sao? Mà rất tiếc là em bị bệnh nan y, mà cái cuộc sống hôn nhân em không tốt. Khi mà em muốn đi điều trị bệnh mà chồng em nói là đường ai nấy đi, thì có nghĩa rằng ở trong lòng chồng em á, cái tình cảm á, nó đã tù. Em chắc có lẽ cũng cảm nhận được ra điều đó. Vợ đi chữa bệnh mà chồng nói là đường ai nấy đi, nếu đi thì coi như đường ai nấy đi, thì giờ em phải làm sao? Đây, cái thứ nhất á, là em không thể nào giữ một cái hôn nhân bằng cách mình không chữa bệnh cho mình. Thứ hai nữa là một người đàn ông mà em đi chữa bệnh, một người bình thường thôi, thấy một người đi chữa bệnh người ta cũng có cái sự đồng cảm, mà chồng em nói là em đi chữa bệnh thì coi như đường ai nấy đi, em đi ra Hà Nội mà chữa bệnh thì đường ai nấy đi. Anh biết là anh ta chắc cũng có cái sự mệt mỏi trong cái phần em đi chữa bệnh, mà cái đó không có nên. Nhưng mà cái mà mình nhìn rõ ở đây là cái tình cảm hiện tại nó đã hư rồi. Khi một người đàn ông mà đề nghị đường ai nấy đi, đó là cái dấu hiệu rất xấu, hay là cái hành động mà tách ra đó là hành động, đó là dấu hiệu rất xấu. Thì ở đây á, hành động đó là xấu, xác nhận cái hôn nhân của em nó không tốt. Tuy nhiên nè, ở trong cái việc là giữa cái cuộc sống hôn nhân của em, tình cảm đang hư và bệnh nan y, thì cái nào là cái mình phải làm? Thì cái mà đúng phải làm, người không vì mình trời tru đất diệt. Cái câu này nó không có nghĩa đen tới cái kiểu là trời tru đất diệt tôi, là nếu tôi sống tốt rồi. Thật ra sống tốt nó là như thế này: mình phải biết chăm sóc mình trước, mình phải biết làm mình trước. Tại vì sao biết không? Mình, cái phiên bản của mình, cái mình là một thực thể đó, mà thực thể nó không tốt thì tất cả những mối quan hệ, tất cả những thứ xung quanh mình nó cũng không thể tốt được. Nó cũng không, mình sẽ tạo ra cái sự dựa dẫm, mình sẽ tạo, vì mình có sự khập khiễng đau đớn, mình sẽ làm phiền những cái mối quan hệ xung quanh một cách vô thức. Thì anh nói cái này không phải nói riêng em, cũng không phải nói là em bệnh mà như vậy. Anh chỉ nói là mình mà không biết làm cho mình thành một cái, là một cái phiên bản độc lập, hạnh phúc, tự thân, vui á, thì bất cứ những mối quan hệ nào mà mình vào á, nó đều có cái hướng là mình đổ, mình dựa vào đó, và nó là một cái dạng gánh nặng. Thì giải thích cho mày để em hiểu sơ thôi, để em thấy ra được rằng mình phải chăm sóc mình trước. Thì trong việc em bị bệnh nan y và em đang tìm cách chạy chữa cho mình, mà hôn nhân em thì đang kém, chồng đang như vậy, thì cái ưu tiên á, vẫn là chữa bệnh. Nhưng mà em chữa bệnh ở trong một cái trạng thái là em mong muốn rằng mình vẫn xây dựng lại. Anh dùng chữ lại là tại vì hôn nhân em đang hư, mình xây dựng lại hoặc là mình sửa lại cái hôn nhân của mình, nhưng mà mình vẫn phải lo cho mình trước. Cho nên rằng nếu mà chồng em nói là em đi là coi như đi luôn, chia tay, thì coi như ở trong lòng đã là chia tay rồi, trong lòng đã là chia tay rồi, người ta mới nói câu đó. Cho nên em cứ nói với chồng em, đương nhiên cái này là một sự đau đớn mà nó có thể ảnh hưởng tới cái việc em chữa bệnh. Thì em, cái này giải thích cho em nó sẽ dài, nhưng anh sẽ thiết kế cho em thế này: em nói với chồng em á, là em bị bệnh và bản thân bị bệnh nó là một cái điều rất là đau đớn. Thì cái buổi nói chuyện đó em nên thiết kế ra theo 3 bước. Bước thứ nhất là em công nhận những cái mà anh ta đang làm, thậm chí cả cái việc mà bất lợi cho anh ta chịu đựng trong cái việc mình bị bệnh. Mình có thể có những cái bất tiện về schedule, tức là về thời gian ở trong gia đình mình đi chữa bệnh. Mình có những cái bất tiện nha, vì không có chăm sóc được anh ta như cái ý mình mong muốn, như như là chăm sóc một người chồng. Mình có thể bị bất tiện là mình tạo ra những cái lúc khó chịu trong gia đình là vì bệnh tật của mình có thể vô tình làm ra điều đó. Và mình công nhận là anh ta là một người đàn ông có những cái giá trị mà anh ta đúng như vậy, cái gì công nhận được công nhận. Sau đó em mới nói tới điều thứ hai là em nói tới cái cảm xúc của em. Thì em nói cái thứ nhất là một cái cảm xúc đau đớn vì bệnh tật, cái đã tại bệnh nan y mà. Bản thân cái bệnh nó đã làm cho mình ảnh hưởng về tinh thần, nó làm cho em nản, nó làm cho em không có nhìn ra được cái cuộc sống ngày hôm nay là tốt đẹp. Nó làm cho em có những cái cảm giác tiêu cực và cái đó rất là khó chịu, bản thân nó em nó làm một cái nỗi đau. Thứ hai em cũng nói em bị tổn thương là phần gì? Em muốn xây dựng cái hạnh phúc gia đình, muốn chăm sóc chồng con nhưng mà em làm không được vì cái bệnh nan y của mình. Em cũng có cảm giác bất hạnh là mình tuổi thân á, là mình không may bị dính một cái bệnh mà mình không muốn. Nhưng mà sau này thì em, nhưng mà em nói tiếp mà, tuy nhiên em cũng có những cái cảm giác như là em chấp nhận được cái điều đó. Là tại vì sao? Tại vì em nghĩ rằng mỗi người họ bị một cái đó hay là những cái thứ khác nhau, em không may bị cái bệnh nan y này, cho nên là mình phải chấp nhận điều đó thì mình mới bắt đầu mình chữa được. Cái đó em nhận ra là mình phải đối mặt với nó, mình phải chấp nhận, đối mặt với nó là chấp nhận đó thôi, là mình đang bị bệnh và mình sẽ điều chỉnh mình ở trong cái trạng thái bị bệnh đó. Em có một cái cảm giác tích cực là em muốn lo cho mình được tốt đẹp cái đã. Tại vì em cũng nhận ra nếu như em không tốt đẹp á, bản thân em không trở thành một cái phiên bản tốt đẹp được,
Thì tất cả những cái đó nó sẽ là một cách vô tình, nó là gánh nặng cho gia đình và gánh nặng cho anh. Rồi chính chính vì vậy cho nên dẫn tới điều thứ ba là em nói là em rất tiếc, nhưng mà em rất mong rằng mình vẫn có thể chỉnh sửa và xây dựng cái hôn nhân này được, tại vì em muốn được hạnh phúc. Tuy nhiên nếu như em không điều chỉnh được mình trong cái phần bệnh tật của mình thì anh ấy em cũng sẽ là một cái gánh nặng trong gia đình, em không muốn làm như vậy. Tại vì ở đây thực tế có thể là chứng minh một phần là ở cái điều kiện này em không thể nào em không xây dựng được cái hôn nhân của mình. Cho nên mong rằng anh ta hiểu điều đó và chấp nhận điều đó. Và nhưng mà vậy em vẫn chấp nhận tất cả những cái mà anh ta làm sao anh ta là vậy. Em có thể nói anh ta vẫn có thể sống trung thực với bản thân, là anh vẫn có thể hoàn toàn sống trung thực với bản thân, tại vì em nhận ra là cái hôn nhân mình nó rõ ràng là nó không có còn tốt đẹp như ngày xưa. Và trong cái thời gian em tập trung vào em chữa bệnh cho mình, em sẽ tập trung vào em thay đổi phiên bản của mình luôn, em sẽ thay đổi bản thân của mình và lo chữa bệnh cho mình. Và sau cái thời gian nào đó em đặt ra nha, giả sử như tới ngày 15 tháng 3, ngày đừng đặt ngày 29 30 tháng 2 nha, tại vì 4 năm mới có ngày 29 là. À, tới ngày em đặt ra một cái thời gian khoảng 3 tháng tới 6 tháng tùy vào cái thời gian em cần chữa bệnh, thì trong cái thời gian đó anh có thể sống trung thực cho bản thân anh và mình cũng coi lại luôn mối quan hệ của mình. Sau đó rồi tới cái ngày đó mình sẽ ngồi lại coi mình xác nhận lại với nhau là ở trong cái trạng thái mới đó, với cái tình trạng của em lúc đó có thể bệnh trầm trọng hơn, có thể bệnh sẽ tốt hơn, em không biết. Nhưng mà em sẽ cố gắng thành một cái phiên bản tốt hơn. Cái đó là cái phiên bản của em. Còn bệnh tình thì nó còn tùy một số điều kiện khác nữa. Nếu lúc đó mình vẫn muốn giữ cái hôn nhân thì mình phải xây dựng lại cái hôn nhân của mình trên ở ngay cái trạng thái lúc đó. Còn nếu như ở trạng thái lúc đó mà một trong hai đứa mình cảm giác là mình không muốn giữ cái hôn nhân này nữa thì lúc đó mình biết mình cần phải làm gì. Và đối với em nha, đối với em thì em phải biết yêu thương mình trước để chữa bệnh, tại vì cái tâm của em nó khỏe thì bệnh em nó mới thuận. Và cái này khoa học nha. Tức là những nếu mà em là một cái người phụ nữ tài tìm được cho mình sự bình an, chấp nhận và đối đầu với bệnh tật, mình coi bệnh tật đó là một cái gì nó đã xảy ra và nó là như vậy thôi. Anh nói rồi, đi đường cái cây nó đổ trúng người nào thì là không phải tại trời đánh, cái cây nó đổ trời đánh gì, tới lúc nó đổ ai xui đậu xe đó thì xe đó bể, người nào đứng đó thì bị sập thôi. Thì cuộc đời không phải mình vậy đâu, nhiều người bị đó. Cho nên là nó là như vậy và mình chấp nhận được nó đã xảy ra. Và khi mà trong người em chấp nhận được những điều đó, em thăng bằng hơn, thì những nội tiết tố của em trong người em, từ những cái oxytocin, từ những cái dopamine, từ những cái cortisone, từ những cái estrogen, tất cả những cái nội tiết tố mà nó cấu thành cái cảm xúc của cái con người mình, nó sẽ đổi lại ở một cái tỷ lệ theo cái cảm giác mà lúc đó em chấp nhận được. Và cái đó nó thuận lợi cho quá trình chỉnh sửa cái chữa bệnh. Bởi vì người ta mới nói là những người hạnh phúc người ta sống lâu hơn, người ta sống hạnh phúc hơn, người ta sống chất lượng hơn, người ta ít bệnh tật hơn, thậm chí là con cái, có thống kê nha, con cái cũng thành đạt hơn, những người xung quanh tốt đẹp hơn. Nó là một cái thống kê, thì cái đó nó chứng minh được là con người hạnh phúc họ đạt được những cái điều tốt đẹp, sức khỏe này nọ của họ. Ok, tuy nhiên anh không nói là tại em vậy, anh tưởng em bệnh nan y, anh nói vậy là em không hạnh phúc. Không phải, có những cái thứ bệnh mà nó xảy ra như vậy tới mình vẫn cứ sửa thôi. Do đó là định hướng cho em nè, ưu tiên cho chữa bệnh, nhưng điều đó không nghĩa là gạt bỏ hôn nhân. Ưu tiên cho chữa bệnh nhưng mà cho hôn nhân thấy rằng việc chữa bệnh là quan trọng cho hôn nhân. Chính vì vậy cho nên mình sẽ tập trung vào điều đó. Rồi trong thời gian chữa bệnh mình thay đổi cái phiên bản của mình nhìn nhận và chấp nhận cái mối quan hệ cũng như bệnh tình của mình để mình chữa bệnh, và cũng cho anh ta được một cái giai đoạn là anh ta được sống trung thực với bản thân anh ta được độc lập khỏi mối quan hệ hôn nhân theo theo cái cảm giác bên trong. Tại vì ở lúc đó anh ta mới xác nhận được là cái hôn nhân có quan trọng hay không. Tức là khi mà anh ta ở trong cái hôn nhân, anh ta bị đặt ở trong một cái hôn nhân một cách áp lực á, thì anh ta sẽ cảm giác không biết, nhiều khi anh ta cảm giác tôi muốn. Nhưng mà bây giờ vậy nè, mình không phải đi ly hôn mà mình nói ok, mình cho anh ta được sống trung thực bản thân anh ta, tức là anh ta được lần đầu tiên trong cuộc đời anh ta được được một cái cảm giác là à, mình có thể bước ra khỏi nó để coi coi nó là như thế nào đối với mình. Thì ở cái trạng thái đó anh ta sẽ nhận định được chính xác hơn, và dựa vào cái đó để sau này em và anh ta ra cái kết quả, cái quyết định là mình có xây dựng hay không, mình xây dựng như thế nào. Nhưng mà cái em cần là tập trung vào xây dựng mình trước và cố gắng chữa cái bệnh nan y ha. Anh hy vọng và chúc em được nhiều cái sự may mắn cũng như cái sự bình an trong lòng để em có thể được thành thành công hơn, hay là chữa được cái bệnh cho mình ha. Rồi tiếp tục nè. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.